Chào các em, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em bài 41 Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Với diện tích rộng lớn, địa hình đa dạng, trải dài theo phương kinh tuyến từ Xích Đạo đến Vòng Cực, Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất giống như ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nó có những cái đặc điểm khác so với Bắc Mỹ. Bây giờ cô và các em sẽ tìm hiểu bài 41. Trước tiên chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần một nhỏ khái quát tự nhiên. Các em quan sát lược đồ, ta thấy được thiên nhiên Trung và Nam Mỹ trải dài trong khoảng từ 15 độ Bắc cho tới tận cận vòng cực Nam. Và thiên nhiên Trung và Nam Mỹ cũng chia ra làm 3 phần. Thứ nhất là eo đất Trung Mỹ, thứ hai là quần đảo Anti, và thứ ba là lục địa Nam Mỹ. Với cái diện tích rộng lớn khoảng là 20,5 triệu km vuông. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng cái bộ phận của thiên nhiên Trung và Nam Mỹ. Ai nhỏ eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Thứ nhất là địa hình eo đất Trung Mỹ. Các em nhìn vào lược đồ, quan sát eo đất Trung Mỹ, chúng ta thấy được các dạng địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, đồng bằng ven biển nhỏ hẹp, có nhiều núi lửa. Chúng ta quan sát một số cái hoạt động núi lửa ở cái eo đất Trung Mỹ. Quần đảo Anti. Quần đảo Anti nằm quanh vùng biển Caribe. Và đây là một vùng vòng cung, là một vòng cung gồm vô số các đảo lớn nhỏ. Đây là cái vùng biển Caribe. Sang phần tiếp theo là khí hậu. Khí hậu, các em quan sát bản đồ và chúng ta thấy được phần lớn khí hậu nằm trong môi trường nhiệt đới, có gió tín phong đông bắc thổi thường xuyên. Eo đất Trung Mỹ, khí hậu và thực vật có sự phân hóa từ đông sang tây. Cụ thể, phía tây mưa ít, khô nóng, phía đông mưa nhiều. Quần đảo Anti khí hậu nóng ẩm tương đối điều hòa. Về sang phần cảnh quan, eo đất Trung Mỹ phân hóa theo chiều từ tây sang đông. Phía đông có rừng nhiệt đới ẩm, phía tây là savan cây bụi. Quần đảo Anti rừng nhiệt đới ẩm, xanh tốt quanh năm. Đây chúng ta quan sát một số hình ảnh savan cây bụi, rừng nhiệt đới ẩm ở khu vực eo đất Trung Mỹ và quần đảo Anti. Chúng ta còn cần đề cập tới kênh đào Panama. Cái kênh đào này nó dài khoảng là 79,6 km, rộng 100 m, thuộc nước Cộng hòa Panama. Kênh đào này nó có cái vai trò rất quan trọng trong hàng hải quốc tế. Người ta sử dụng cái tuyến đường đi qua kênh đào, nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác. Chúng ta sang phần tiếp theo, đó là khu vực Nam Mỹ. Bên nhỏ, khu vực Nam Mỹ. Ở khu vực Nam Mỹ cũng chia ra làm 3 khu vực địa hình. Ở phía tây đó là dãy núi Andes, và đồng bằng ở giữa, sơn nguyên ở phía đông. Phía tây miền núi trẻ Andes cao đồ sộ nhất châu Mỹ. Độ cao trung bình là từ 3.000 đến 5.000 m, nhưng có nhiều đỉnh vượt quá 6.000 m. Băng tuyết ở đây bao phủ quanh năm. Giữa các dãy núi có nhiều thung lũng và cao nguyên rộng lớn. Miền núi Andes có độ cao lớn và trải dài trên nhiều vĩ độ, nên thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao rất phức tạp. Ở giữa là đồng bằng rộng lớn. Và chúng ta thấy được ở đây có cái đồng bằng ở phía bắc, có đồng bằng Orinoco hẹp nhiều đầm lầy. Tiếp đến là đồng bằng Amazon
rộng và bằng phẳng nhất thế giới. Ở phía nam có đồng bằng La Plata và đồng bằng Pampa. Địa hình cao dần về phía dãy Andes. Ở khu vực Nam Mỹ thì có rất là nhiều sông lớn. Đây là khu vực có con sông Amazon lớn thứ hai thế giới. Nó tạo nên cái vùng đồng bằng Amazon với diện tích 5 triệu km vuông. Và động vật trong rừng Amazon thì cũng rất là phát triển. Phía đông là các sơn nguyên hình thành lâu đời. Sơn nguyên Guiana được hình thành lâu đời và bị bào mòn mạnh trở thành một miền đồi núi thấp. Còn sơn, đây là cái sơn nguyên Guiana. Còn sơn nguyên Brazil, nó cũng được hình thành từ lâu đời, được nâng lên, bề mặt bị cắt xẻ. Rìa phía đông sơn nguyên có nhiều dãy núi khá cao, xen kẽ các cao nguyên núi lửa. Đất ở đây rất là tốt và khí hậu nóng ẩm, nên rừng cây ở đây phát triển rất là rậm rạp. Phía đông sơn nguyên có mưa nhiều do ảnh hưởng của dòng biển nóng Brazil ven biển phía đông. Đây chúng ta có thể xem một số hình ảnh của dãy Andes, sông Amazon và một số cái động vật trong rừng Amazon. Sơn nguyên Guiana, sơn nguyên Brazil. Như vậy, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong cái bài 41 Thiên nhiên chung của Nam Mỹ. Từ đây chúng ta có thể thấy được cấu trúc địa hình chung của Nam Mỹ nó cũng tương tự như Bắc Mỹ, nhưng nó khác một số điểm. Dưới đây các bạn sẽ cùng tìm hiểu. Địa hình ở Bắc Mỹ thì phía Tây đó là hệ thống Cordillera chiếm gần 1/2 diện tích Bắc Mỹ. Còn ở Nam Mỹ, dãy Andes cao đồ sộ hơn nhưng chiếm diện tích nhỏ. Ở Bắc Mỹ, ở giữa là đồng bằng cao ở phía Bắc và Tây Bắc thấp dần về phía Nam và Đông Nam. Còn ở Nam Mỹ là chuỗi đồng bằng nối liền nhau thấp trừ đồng bằng Pampa. Ở phía Đông Bắc Mỹ, núi già Appalach, còn ở Nam Mỹ là Sơn Nguyên. Bài học hôm nay đã kết thúc và các em về nhà ôn tập lại bài học của cô, làm các câu hỏi trong sách giáo khoa và đọc tiếp bài mới. Chúc các em học tốt. Thân ái, chào các em.